Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với phần chia sẻ tiếp theo của trường trong cái chuỗi chia sẻ một số cái kiến thức, cái kinh nghiệm hay là cái cách thức chúng ta làm việc hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới. Thì ngày hôm nay, đặc biệt là trong cái thời dịch bệnh như thế này, thì trường sẽ chia sẻ với các bạn một trong những cái cách thức chúng ta sẽ làm việc ở nhà hiệu quả hơn. Thì đây là cái công cụ hay là cái cách mà mọi người hay gọi hiện nay là work from home. Thì work from home trước đây nó là một cái gì đó nó hơi xa lạ với mọi người, một số công ty áp dụng nhưng không có nhiều. Nhưng hiện nay trong thời kỳ dịch bệnh thì cái việc này được triển khai rất là rộng rãi và gần như nó trở thành xu hướng hiện nay để cách ly mọi người với lại dịch bệnh. Thì rất nhiều người đặt câu hỏi là làm sao để chúng ta work from home hiệu quả và cái việc này liệu ở Việt Nam mình có áp dụng được hay không. Thì tôi chia sẻ với các bạn một số cái thông tin liên quan tới work from home như sau. Thì việc đầu tiên á, thì work from home được hiểu là như thế nào, tức là đây là một khái niệm là làm việc ở nhà. Thì chúng ta sẽ là work remote, tức là chúng ta sẽ làm việc từ xa, tức là chúng ta không tới công ty mỗi ngày, chúng ta ở nhà chúng ta vẫn làm việc được và chúng ta cũng tương tác được với mọi người. Thì đây là cái cách thức mà rất nhiều bạn trẻ hiện nay ưa chuộng, đặc biệt là thế hệ về 8X đời cuối hay là thế hệ 9X rất thích cách làm việc như thế này. Tại vì thế hệ này là một thế hệ không thích sự gò bó, không thích chấm công, không thích mặc đồng phục, họ thích gì đó tự do, thích linh hoạt và đặc biệt là rất là flexible. Thành ra là cái thế hệ trẻ rất ưa chuộng cái cách thức làm việc work from home này. Và đặc biệt á, là cái cách làm việc này nó sẽ tiết kiệm là chi phí thời gian đi lại. Đặc biệt là nếu mà anh chị nào mà hay là các bạn nào mở xa công ty, hay là nếu chúng ta đi làm trong thời điểm mà cao điểm kẹt xe. Đợt Covid lần này thì có thể chúng ta không bị kẹt xe, nhưng mà nếu mà chúng ta ở các thành phố lớn trong cái dịp cao điểm thì chúng ta sẽ bị kẹt xe. Thì work from home là một cái giải pháp tối ưu dành cho mọi người. Thì lợi ích work from home này là cái gì? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ rất là linh hoạt giờ giấc, đặc biệt là đối với một số bạn có cái nhịp sinh học của mình, thì một số bạn sẽ làm sao biết được là thời gian mà làm việc như thế nào là tối ưu trong một ngày. Ví dụ như cá nhân trường á, thì thời gian mình ở gọi là đỉnh cao cái phong độ trong một ngày đó chính là 10 giờ sáng và 3 giờ chiều. Thì cái nhịp sinh học của mình vào thời điểm đó là được tối ưu nhất. Nhưng có một số bạn á, đặc biệt là một số bạn là dân về sáng tạo, dân creative, dân event, thì buổi sáng hầu như là người ta không làm việc. Thậm chí các bạn dành nguyên buổi sáng để ngủ luôn. Mà các bạn sẽ làm từ chiều đến tối đến khuya hay là như những con cú đêm. Và ngược lại có một số bạn thì thích làm việc vào đầu sáng để cho nó yên tĩnh. Và một số bạn đã tạo thành những cái club là chúng ta làm việc từ 5 giờ sáng. Làm từ 5 giờ sáng thì 4 giờ sáng chúng ta dậy, làm việc tới 7 giờ thì giờ đó chúng ta sảng khoái nhất. Thì tùy vào mỗi người thì work from home sẽ giúp cho các bạn là tùy vào mỗi người sẽ có cách làm việc hiệu quả. Thứ hai là với cái việc mà tùy mỗi người chọn thời gian nhịp sinh học của mình thì nó rất là thoải mái và nó khơi dậy sự sáng tạo, kích thích sự sáng tạo mỗi người. Tại vì cái này nó không khiến cho các bạn bị ràng buộc. Và đặc biệt với thời đại công nghệ thông tin hiện nay, với các phương tiện như là chúng ta có cái laptop, chúng ta có cái điện thoại như thế này, thì chúng ta có thể work from home mọi lúc mọi nơi. Đây là lý do vì sao mà các bạn để ý là những cái xu hướng các bạn làm việc tại quán cà phê, làm việc tại co-working space trở nên ngày càng ưa chuộng. Và đã có rất nhiều thương hiệu lớn thiết kế những quán cà phê như những cái office chúng ta làm việc ở đó. Và cái việc, cái concept mà chúng ta tới văn phòng làm việc mỗi ngày có vẻ này trở nên cũ kỹ rồi. Và chính vì cái việc chúng ta rất là flexible, rất là linh hoạt như thế này thì khiến cho rất nhiều bạn, nhân viên của mình sẽ làm việc quên ngày, quên đêm luôn, và quên giờ luôn. Miễn sao chúng ta đạt được mục tiêu, đạt được kết quả, đạt được deadline là ok. Và ngược lại, nếu chúng ta vẫn còn giữ cách kiểu cũ là chúng ta chấm công yêu cầu mặc đồng phục thì nhân viên họ sẽ đối xử như vậy và chúng ta sẽ không mang lại kết quả cao. Một trong những cái lợi ích tiếp theo của work from home đó chính là làm sao chúng ta cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Thì đây là cái xu hướng gần như là thiết yếu trong thời gian sắp tới là làm sao các bạn cuộc sống và công việc. Và ngay ví dụ như ở Trump Partners thì chúng tôi chọn một cái văn phòng nó ở một cái nơi rất là yên tĩnh, đối diện là cái công viên, có đường chạy bộ hay là gần sát bên thì có cái khu hồ bơi, có khu chơi thể thao. Làm sao mọi người luôn cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Và trong thời gian làm việc chúng ta không nhất thiết là phải thống nhất các bạn làm việc từ thứ hai tới thứ sáu, thứ bảy chủ nhật chúng ta cũng có thể làm nếu chúng ta thích. Và thậm chí thứ hai nếu mà ngày đó chúng ta cảm thấy không thoải mái để làm việc chúng ta có thể nghỉ, miễn sao chúng ta mang lại hiệu quả cao nhất là ok. Một trong những lợi ích tiếp theo của work from home đó là chúng ta sẽ tăng được cái sự tập trung đáng kể và chúng ta sẽ thúc đẩy được cái tư duy và khả năng hoàn thành công việc. Thì đây là những cái cách đơn giản là mình như hôm trước được chia sẻ về cái ikigai á, là chúng ta làm cái mình giỏi trong cái mình thích và nó thuận tiện là ok nhất. Thì với những cái định nghĩa như vậy về work from home và những lợi ích như trường mới chia sẻ, thì trường sẽ chia sẻ thêm cho các bạn là làm sao để mà làm việc work from home một cách hiệu quả nhất. Thì đầu tiên là chúng ta phải chọn được cái khung thời gian của mình và mỗi người đều có một cái nhịp sinh học liên quan. Thứ hai là chúng ta sẽ chọn một cái không gian làm việc làm sao cho nó thoải mái. Và lưu ý là chúng ta phải tách biệt giữa cái thời gian, không gian của công việc và của đời sống hàng ngày. Ví dụ như là mình làm việc trong phòng ngủ thì mình dễ buồn ngủ lắm. Hay là mình làm việc mà mình chọn ngồi trên ghế sofa là chắc mình ngủ luôn. Thì một trong những thói quen của trường là mặc dù work from home nhưng mình vẫn bước vào phòng làm việc, mình vẫn thay đồ và vẫn vào làm việc như bình thường.
Thì thực ra thay vì chúng ta bước tới công ty thì chúng ta làm việc ở nhà, chúng ta vẫn mặc đồ và chúng ta có cái trang phục giống như chúng ta đi làm, và chúng ta tới cái bàn làm việc chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là à, lúc đó cái tư duy não bộ chúng ta nó được huấn luyện là hôm đó là chúng ta đi ngồi làm việc. Và cái tiếp theo là chúng ta sẽ làm sao bố trí cái thời gian nghỉ nó phải hợp lý, chứ không phải thích làm việc work from home, làm gì thì làm. Và chúng ta phải ăn ngủ nghỉ hợp lý và giống y chang chúng ta đi làm. Tức là chúng ta đi làm như nào thì chúng ta phải làm giống vậy. Ví dụ như trường thì mỗi sáng trường hay pha ly cà phê, và đầu giờ chiều trường hay pha ly cà phê để biết rằng là khi mình uống ly cà phê là bắt đầu một cái ngày làm việc của mình. Việc tiếp theo là khi mà làm việc work from home trong điều kiện này thì các bạn cần có một cái nối internet rất là tốt, có laptop để làm việc, có điện thoại làm việc, để tránh trường hợp là mạng nó bị chập chờn, máy tính nó không ok. Và chúng ta phải làm sao để chúng ta kết nối liên tục với đồng nghiệp của mình hay với người quản lý của mình. Và sự kết nối này sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là y chang như chúng ta làm việc. Và hiện nay bên cạnh internet, bên cạnh các công cụ thiết bị làm việc như laptop hay điện thoại, thì chúng ta có rất nhiều cái phần mềm hỗ trợ chúng ta hội họp từ xa, làm việc online một cách hiệu quả, tương tác với nhau rất là hay. Thì cái bộ công cụ làm việc như thế này thì trường đã chia sẻ cho các bạn trong cái một cái video clip trước đó, thì các bạn có thể coi lại. Phần tiếp theo là phần liên quan tới hiệu quả công việc. Thì khi work from home thì cái điều quan trọng là chúng ta không phải tập trung vào việc hành chính đâu. Chúng ta sẽ làm sao biết được mục tiêu của mình có đạt được hay không, biết được cái kết quả công việc của mình đạt được hay không. Và đặc biệt lưu ý là chúng ta phải giữ được cái deadline đúng thời hạn. Và với cái cách làm việc như thế này thì chúng ta phải bám sát vào trong cái công việc, và chúng ta phải làm sao lập kế hoạch một các công việc cụ thể. Thì một cái chia sẻ kinh nghiệm là cách để chúng ta work from home hiệu quả là đầu giờ mỗi ngày chúng ta dành ra 15 phút, chúng ta họp rất nhanh online để review công việc, để chuẩn bị một cái kế hoạch ngày với lại người quản lý trực tiếp của mình. Thứ hai là vào cuối mỗi ngày chúng ta sẽ lấy một cái lịch chúng ta ngồi review với team của mình. Thì 15 phút đầu ngày và 15 phút cuối ngày sẽ giúp các bạn làm việc hiệu quả hơn. Nếu mà trong quá trình mình làm việc á, trừ những cái khúc mình phải đi gặp khách hàng đối tác trực tiếp, thì chúng ta tổ chức những cái họp online thì chúng ta họp rất nhanh, và chúng ta phải có được cái nội dung mục tiêu cuộc họp. Và nếu mà cuộc họp đó thực sự không hiệu quả thì chúng ta cancel luôn. Thì trên đây là một số cái chia sẻ với các bạn về khái niệm làm việc ở nhà work from home, những lợi ích của nó và một số cái cách để các bạn có thể làm việc work from home hiệu quả. Thì nếu các bạn có cách nào hiệu quả hơn và các bạn có muốn chia sẻ thêm để cái phần trao đổi chúng ta thú vị hơn, thì hãy để lại comment bên dưới. Trường đã sẵn sàng chia sẻ với các bạn thêm các công cụ, và hãy nhớ theo dõi thêm một cái series để các bạn có những cái công cụ kiến thức luôn được cập nhật và những cái cách làm được liên tục. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment bên dưới và Trường đã sẵn lòng chia sẻ tiếp với các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.